Đồ của mình đâu có đánh được nóc tần đâu mà đánh trung bài đại nhân phẩm lại. Echo ulti Ahri à? Echo ulti Ahri là lướt thế lấy ulti của mẹ Lucian thì dễ giết người này. Ahri thì là lướt, còn Echo này đâu cần là lướt lắm đâu đúng không ta? Cầm Lucian dễ giết người hơn không? Lucian level 1 là 800 dam rồi. Ahri thì là lướt bắt người về sau nó dễ. Lấy ulti Lucy đi, dễ giết người các bạn ơi. Giết người săn là được. Chúng ta giết người, chúng ta săn là được. Ezreal không ngon bạn ơi, Ezreal sao ngon bằng Lucy được. Ahri thì múa hơn. Nhưng mà Lucy thì dễ giết người hơn. Lucy mẹ ông level 1 này là Lucy nó đã 800 dam rồi. Hiểu không? Đôi khi là tí level 3 bạn chỉ cần đánh nhau với nó xong bạn bật cái ulti lên bạn dí nó là nó chôn rồi. Hay vậy, biết có tên anh Vi rồi kìa. Tính tốc biến ngược lại cho nó bắn mà không được. Con gì nó gan luôn rồi. Cay thế nhờ. À, không có con gì là mình giết con fit đơn giản rồi đấy. Không sao, thế lính như vậy mình đẹp à. Bị gan nhưng mà không mất lính nhiều ấy. Thế lính ngon, fit nó thọt. Đi xuống ram đi. Lá cái nó lên gì cay thế nhỉ?
À quên nhỉ. Hành nó gì bình thường mà, cái gì đó mà hành nó bị con gì lìn gì nó ngồi nó lìn nãy giờ mấy lần chịu thôi. Chơi game cầm kèo fit echo mà chơi toàn bị gan thế này thì chịu thôi. Mình chơi game gia đình hơi kinh đấy. Má tuần này chơi game gia đình ở mít hơi kinh đấy các bạn ạ. À, không sao, mình còn thằng top nữa. Mình còn thằng top mà các bạn. Thằng top cũng ok mà. Sắn cái gì? Nó lèo rắn mình rồi nó chạy luôn á. Tưởng nó lao cho nó đắn. Thử nó lao cho nó đánh là mình W luôn tại chỗ. Rồng chuẩn bị này. Thằng Fit này được đồ rồi này. Nãy giờ thằng Fit nó thắng mình nó toàn nhờ gan không chứ đâu. Cái gì nè, rồng lẹ quá. Toàn vậy sao chơi? Chơi toàn kiểu game gia đình vào lơ. À, game gia đình ngủ mít luôn cả đám có được đánh đâu. Hỏi sao không yếu. Chơi game bạc ti là mít luôn mà. Ôi MF kìa, đấy, cho mày cái ham gan tao đi con MF kìa. Nguyên con quỷ MF cái kìa, ủa mà sao MF lên cái vui danh chi ta? Nếu MF lại lên cái vui danh làm gì ta? Hơi phí phạm nhỉ.
Đi đến đâu bị nó cam sắp một lờ nó lấy gì chơi. Giờ này 10 phút còn chưa lên một đồ là thọt lắm luôn ấy. Fit cũng phải là kiểu dưới echo lắm đâu. Chơi game gia đình ở mít mấy chó này chết cụ mà đi không cần biết lên cái gì xanh làm ăn. Bố mày săn, bố mày có quyền đúng không, xanh là được, không cần biết là lên cái gì ấy. Có một ép gắm rồi anh em. Fit kiểu dưới rõ dưới con fit kiểu dưới echo. Ông apply được con echo chứ con echo lấy cái gì apply không? Dưới. Vậy cái dưới á. Biết chơi game không vậy? Fit có e để làm gì? Ông lấy cái gì ông giết con fit? Con fit thì có thể giết được ông chứ ông cái gì cũng giết được con fit ấy. Không có khả năng gì. Mấy cái fit kiểu dưới. Trời ơi, mà có con mắt cũng KS của tôi được nữa, hay thật đấy. Hay thật, thôi đồng đội gắn được rồi. À mày kêu fit kiểu dễ echo tôi cũng chịu nó luôn. Rồi nó bạc tì kinh quá. Single blue đi. Mẹ nãy giờ không giúp ích được gì cho mid cho single blue đi cũng ping nữa. Cho em single blue em farm miếng. Nào ok, có một tí mạng đỡ.
Garen đẩy dưới này. Garen nãy giờ có ulti Soraka không vậy? Đấy, đỡ rồi. Ây da. Ôi fit mà kèo dưới echo cái gì bạn, nói năng cho nó đúng, nói thì phải nói cho nó đúng. Fit kèo dưới echo, hai con người xem nhau, thậm chí con fit nó còn nhỉnh hơn con echo. Lấy cái gì mà giết được con fit bạn? Bạn lấy cái gì để mà giết con fit? Bạn nói mình nghe, không có đường nào giết con fit hết đấy. Chiều nó outplay hoàn toàn, một cái e nó outplay hoàn toàn luôn, không đường nào mà giết được. Cái cháp kìa cây chưa. Đó, ông là thích kèo cho ông cầm echo tôi cầm fit nè. Ông là thích kèo, kèo cúng gì không? Ông là thích kèo cúng thì vô chơi luôn nè. Ai kìa. Thậm chí tôi chấp ông trên thần rừng ấy. Chắc ông thần rừng, ông lấy cái gì ông giết được tôi, pha một hồi là ông thua à? Ông lấy cái gì ông giết được tôi? W, E, Q các kiểu, ta chỉ cần E lên thôi là xong. Nhảy về làm đó. Ông trao đổi với nó, ông tưởng ông trao đổi với nó, ông lời á, không lời đâu. Nó thích trao đổi với ông lúc nào cũng được, còn ông phải quy dính nó mới dám trao đổi với nó. Anh em thấy clip này hay á, thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình dép tướng mới hoặc là build đội hình mới á, thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.